Alo. Ủa, chị kêu cho em cái chói gì ạ? À, chó Phốc hả? Lớn không chị? À, tầm mấy mấy tháng tuổi hả? À, cái gì sáng ghé bắt được không? Bắt nó được không? À, chị đi hả? Đi bắt trong đêm hả? Để có chị chút nữa em chạy qua nhà chị em bắt nha. À, em ở đây em hay nuôi chó mà em cưng chó lắm luôn. Có gì em chăm sóc nó kỹ càng, em không bỏ bê đâu nha. Rồi có gì chút nữa em sẽ ghé em bắt nha chị. Nãy có bà chị hàng xóm bà về quê sau dịp Tết á, bà không có người chăm sóc á, nhà bà có nhiều chó cho bà cho mình một con chó, chút nữa mình qua mình bắt nó về nha. Qua đó bắt về để mình chăm sóc mọi người. Không biết con chó đẹp hay không, chút nữa mình sẽ bắt về rồi mọi người sẽ biết nha. Rồi bây giờ chắc mình sẽ đi ra lấy xe mình đi qua bên đó mình bắt thôi. Để xem nha. Đây là phía bên này là phía bên cái quán nha, và chị cho con chó nằm phía bên này nha. Đây bây giờ mình sẽ đi vòng vô nhà, mình sẽ tìm coi thử nó núp ở đâu nha. Đây, trước khi bà cho bà nói bà nhốt ra trong nhà cho nên chắc nó sợ nó đang núp ở đâu đó. Mình sẽ đi vô đây mình sẽ tìm nó xem. Đây, mình cố gắng tìm thử nó nằm ở đâu nha. Ở trong nhà này cũng nhỏ không có to cho nên nó núp đâu dưới mấy cái bàn thôi mọi người. Đây quay quay, ô mình thấy nó rồi nha, nó đang nằm ở dưới đây nè. Rồi mình cố gắng kéo và bắt nó ra nha. Ở trong khi nó thấy mình vô người lạ nó cũng sợ nha, nhưng mà chó này chó cũng tơ tơ con cho nên mình cũng không sợ nó cắn nha. Bình thường mình cũng hay bắt bọn nó cho nên mình cũng không sợ nha. Đấy, bây giờ mình kéo nó ra rồi mình sẽ đem nó về nhà mình nha. Đây mình đem nó ra, thấy con chó kia, con chó nhà mình nó chạy theo luôn á, chạy theo qua đây nè. Đó mọi người thấy nó cưng nè, nhìn mặt rất là cưng đó nha. Đây bây giờ mình sẽ ẵm nó về nhà mình nha. Đấy, đây là đường, trên đường về hồi nãy giờ đi xe máy cho nên mình không có quay nha. Vì đi xe máy mình sợ vừa quay vừa này vừa kia vừa gây tai nạn này kia, mình cũng không có quay được trong lúc đi xe máy nha. Thì mình chỉ quay lúc về tới nhà thôi. Bây giờ mình sẽ đem nó vô trong nhà nè. Đây, đây là nhà của mình nha. Rồi bây giờ đã vô tới trong. Bọn nó đã về tới nhà an toàn nha. Đây, con bé rất là dễ thương. Mình sẽ nâng niu và cưng chiều nó nha. Ôi, nãy giờ mình đi vòng vòng chạy qua anh kia mình bắt con chó về rồi mọi người. Đây bà chị bà cho con chó này, đây nhìn nó ống tông ống tèo. Đây là con chó Phốc nha. Đây mọi người thấy mà không biết mà cắt lông này. Người đúng ra dòng chó này á, đi đi tiệm hớt tóc này kia á, là coi như nó rất là đẹp nha. Ở đây bà ở nhà bà lấy cái kéo và lấy tăng đơ bà tự đẩy luôn, nhìn con chó nhìn nó gớm nha. Ở nhìn nữa thấy bây giờ nó đã về ở nhà mình nha. Ở bên mình á cũng chuyên gia hay làm mấy cái clip mà mình ưa nuôi mấy cái động vật á, thì mình cứ đem về mình nuôi nha. Mình mấy cái con nhà mình rất là nhiều chó luôn á, cứ ai bỏ ai cho thì mình cứ đem về mình nuôi, chứ để nó đi lạc ngoài đường hạt này kia nó chết cũng tội nha. Cho nên lúc nào mình cũng đem mấy đứa về mình nuôi á, mình nuôi ở ngoài kia cả chuồng ở ngoài á. Có lúc mình nuôi nhiều quá thì mình có thể đem về quê cho ba mẹ mình hoặc là anh chị em mình, có ai có nhu cầu mà cưng chó này kia thì mình cho người ta nuôi nha. Còn bình thường mà nuôi mà ăn thịt thì mình không cho nuôi nha. Đấy, mình rất là cưng. Hôm qua kia mình có bắt được con á, bây giờ mình đang tắm rửa nó để nó ngoài kia. Hôm nay con này bà chị bà cho nha. Nhà bà mấy con bà nuôi chán rồi, nó to quá, nó phá cây cảnh, nó phá rau quá, nó trồng rau riết mà không được khe nào hết, cho nên bà tức bà cho nè. Mọi người thấy nè, con chó này cho cái nha, cho cái, cho cái. Nhìn nó cưng lắm luôn. Để xem nó mới về mà cưng ha. Bây giờ mấy đứa này á, mình sẽ trước mắt á, thì mình sẽ vô mình tắm rửa cho nó sạch nha. Rồi sau đó mình sẽ tu bổ thân thể hình của nó xíu. Bà cắt cái gì đâu mà chảy máu tùm lum mà. Này lủng lỗ này, đây lủng lỗ đứt lông. Đúng là dòng chó này hồi nhỏ là người ta cắt đuôi nó, nhưng mà lớn bà thấy tội của bà không cắt đuôi cho nên nhìn nó để đuôi nhìn thấy xấu nha. Đúng ra mấy cái dòng này nó rất là khôn rồi. À, về đây ở nha. Không, không. Tự nhiên ở đâu vậy, không quen biết gì hết tự nhiên. Nằm im re sợ không biết đang sợ hay đang cưng không biết. Đâu ra ra không ra đấy đấy, dừng liếm rồi làm quen luôn rồi. Hình như nó có cái cảm ứng là coi như được nuôi mà
cho nên đa số mấy con chó bây giờ mấy con chó ngoài đường gì mình bắt nhiều con rất là lớn luôn, người ta cho đó mình đem về nó biết mình thương nó cho nên nó cũng không cắn mình nha. Đấy, nhiều con rất ấy luôn, để mọi người thấy nó bị lủng mấy vết luôn nè, do cái này là tay cắt tóc là không chuyên nghiệp nha, cái đầu này cũng bị nè. Đấy, cái lưng thôi đó coi. Rồi mấy con này cũng được mấy tháng nữa, mà nó mấy tháng nữa nhìn nó ống tông tiêu, về tay mình sẽ đào tạo cho nó trở thành một cái gọi là mập mập một chút đầy lủng thèm lỗ nên đen thù lùi mọi người. Đâu rồi ta, đây đen thù lùi nha. Đấy, bị lủng cắt á, nhiều khi kéo tân đơ nó phạm gì á. Cưng không? Quá cưng luôn ha. À, chút nữa sau cái phiên sau cái đợt này mình sẽ sau mình quay kết thúc clip á, mình sẽ đem bọn nó đi tu bổ, trước mắt là tắm, sau đó là chắc móng tay móng chân này, chuẩn bị sẵn luôn à. Đấy, phải tu bổ móng tay móng chân, con mèo cắt móng tay móng chân luôn. Mèo bữa mình cũng quay cái clip con mèo á. Đó. Đấy, như mấy đứa này phải cắt móng tay móng chân nha. Đấy, cái này chút mình cắt. Bây giờ cắt mất thời gian quá. Đây chuẩn bị đồ đầy đủ nè. Đồ này đồ kia đầy đủ hết. Nhà mình lúc nào ở đầu nghề cũng có sẵn thuốc men này kia, vaccine và xuất khẩu siêu sáng gì đầy đủ nha. Chắc ngày mai phải cho nó uống một viên thuốc sổ giun. Rồi sau đó mấy ngày sau mình sẽ chích cái vaccine nha. Nó lớn rồi chắc tiêm mũi 2 thôi ha. Tiêm cái mũi nha, mũi mũi vaccine coi như hai qua 2 tháng sau tiêm lại lần nữa là được rồi. Nói chập vấp cái gì mọi người cũng thông cảm ha. Nhìn cái mặt ha, chó người ta đang đẹp và tự nhiên cắt ra xấu quắc. Nhìn kìa, tao sẽ cho mọi người xem cái này nghe. Nghe cái đấy, nhìn mặt mình kìa. Bữa giờ mình cũng người ta kêu cũng cho mình mấy con rồi, mình đang nuôi cái này, nay mai mình sẽ up lên mấy cái clip lên cho mọi người xem á. Đấy, mọi người xem kênh yêu mến nhé, mà like ủng hộ giúp kênh được phát triển tốt hơn mọi người. Đây là mình thú cưng nhà nông nhưng mà mình làm luôn luôn là những con vật mình luôn luôn cứu nó về mình nuôi á, nên là mình thương. Trong lúc có nhiều cái sai sót anh em cũng thông cảm bỏ qua nha, trong lúc làm tiếp này kia trong lúc cũng bị sai sót á. Đấy, cưng không, quen không, quen không, quen quen. Ôi trời ơi trời, tiếp hả, biết quen luôn, quen không, biết người chủ là chuẩn bị nuôi thích ha, không cho ấy nha. Mà sao con nào về tay mình nó cũng vậy mọi người, hình như nó không có hề gọi là hung dữ với mình, gọi là cáu gắt á, con nào cũng thương mình hết. Thôi làm cái ra. Bỏ sợ, bỏ sợ gì vậy. Thôi chào mọi người đi, để mình sẽ đi tắm cho nó và mình sẽ xin kết thúc live, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp nha. Mình sẽ luôn luôn nâng niu và chăm sóc mấy bé kỹ càng. Mọi người yêu mến thì mọi người like ủng hộ giúp kênh được phát triển tốt hơn nha. Thôi bye bye, chào mọi người. Rồi.